Thính Nga thân mến, chào quý khán thính giả đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng thứ Bảy 8 tháng 9 2012. Trước tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse tại North Carolina do SBTN North Carolina ghi hình. Đây là chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Charlotte, bang North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo xứ Thánh Giuse xin kính chào quý khán giả. Kính chào cha. Hôm nay là Chủ nhật ngày 9 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Bài phúc âm tuần này thuộc lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người đã bị câm và bị điếc. Phép lạ này được Thánh Marco thuộc lại rất là đặc biệt và chi tiết. Thánh Marco kể rằng Chúa Giêsu rời khỏi vùng Tiro ngang qua sông Sidon. Ngài đến biển Galilea băng giữa xứ Decapolia. Người ta đem đến cho Ngài một người bị câm và điếc. Họ nài xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta và Chúa Giêsu đã đồng ý. Thánh Marco kể tiếp, Chúa Giêsu dẫn người ấy ra xa đám đông, riêng một mình. Ngài chấm nước miếng, tra ngón tay vào tai và đụng vào lưỡi người ấy, đoạn nhìn lên trời. Ngài thở dài và nói với người ấy, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tai người ấy đã mở ra, nút cục lưỡi người ấy tan rã, và người ấy nói được rành rọt. Đúng như lời tiên báo của tiên tri Isaiah, người sẽ làm cho những kẻ điếc được nghe và những người câm được nói. Trong bài phúc âm tuần này, mỗi một điều Chúa Giêsu làm, mỗi một chi tiết Thánh Marco kể lại đều mang đến cho chúng ta những bài học rất quý giá cho đời sống đức tin hàng ngày. Ví dụ như, khi làm phép lạ này, Chúa Giêsu đang ở Decapolia, một vùng đất nơi nhiều người ngoại bang đang sinh sống. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã bước ra khỏi ranh giới mà con người đã đặt ra để đi giảng dạy và chữa lành cho những người không phải Do Thái. Chúa Giêsu đến là để mang ơn cứu độ cho hết mọi người, không trừ một ai. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không có ranh giới. Đây quá thật là một ý nghĩa tuyệt vời. Một chi tiết rất ý nghĩa nữa là trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ để khôi phục lại thính lực cho người bị câm và điếc, Chúa Giêsu đã dẫn anh ta ra khỏi đám đông, đến một nơi riêng biệt. Điều này cho chúng ta thấy một cách rất rõ ràng. Để có thể nghe được, chúng ta cần phải tránh xa những tiếng ồn ào. Nếu ai trong chúng ta có dịp đến tham dự một tiệc cưới của người Việt Nam bên Mỹ này, chúng ta sẽ hiểu được ngay tiếng ồn, tiếng nhạc vang rền như thế nào. Để có thể nghe được người bên cạnh mình muốn nói gì, người nói phải cố sức nói thật lớn và người nghe phải kê tai sát vào mà đôi khi cũng không nghe được gì. Nhưng khi chúng ta bước ra bên ngoài, khỏi tiếng ồn ào của đám đông, lúc đó chúng ta nghe được rõ ràng hơn. Chúa Giêsu đã dẫn anh bị điếc ra khỏi đám đông ồn ào, đến một nơi riêng biệt, rồi mới ban cho anh được phục hồi lại thính lực. Qua việc này, Chúa muốn nói với chúng ta rằng, đối với đời sống đức tin cũng vậy. Nếu chúng ta muốn nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn của mình, chúng ta cần giảm bớt đi những tiếng ồn ào của cuộc sống. Tiếng ồn ào đó thường là do cái tôi ích kỷ của mình phát ra. Tiếng ồn đó làm cho bản thân ta không còn nghe được tiếng nói của Chúa trong lương tâm của mình. Để có thể nghe được tiếng của Chúa nói trong lương tâm của mình, chúng ta cần lắng động tâm hồn mình và chú tâm đến Chúa. Tiếng Chúa luôn thì thầm nhắc nhở và khích lệ chúng ta. Nhưng vì tiếng ồn ào của khát vọng, của đua đòi, của hơn thua, của hưởng thụ cá nhân, của đam mê, của tranh chấp, của hận thù, v.v. Những tiếng ồn này làm cho ta bị điếc và không còn nghe được tiếng nói của Chúa trong lương tâm của mình nữa. Đây gọi là bệnh điếc thiêng liêng. Thánh Marco kể thêm một chi tiết nữa mà mới nghe qua chúng ta thấy lạ lắm.
Khi Chúa Giêsu làm phép lạ khôi phục lại tiếng nói và thính lực cho anh này, Chúa Giêsu đã thấm nước bọt vào ngón tay rồi chạm đến tai và miệng anh ta, và lập tức anh ta được lành. Chúa Giêsu có thể đứng xa mà phán một lời thôi thì anh ta sẽ lành bệnh ngay, nhưng Chúa Giêsu đã chọn để thấm nước bọt vào tay rồi chạm vào tai và miệng anh kia, để cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ rất là gần gũi với chúng ta. Hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta được thi hành bằng những việc rất là cụ thể, bằng những cách thức rất ư là giản dị và rất ư là con người. Qua một chi tiết đơn sơ, Chúa Giêsu đã để lại một ý nghĩa thật sâu sắc. Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta qua những cách thức rất giản dị và rất con người. Trong khi Chúa Giêsu thấm nước bọt vào tay và chạm vào tai và miệng của người bị câm điếc, Chúa nói: "Hãy mở ra." Và lập tức tai anh nghe được và miệng anh nói được. Chúa đã mở tai cho anh điếc để âm thanh được truyền đạt một cách thông suốt. Chúa đã mở miệng lưỡi cho anh để những tâm tư, những nguyện vọng, những ao ước và tư tưởng được truyền đạt và trao đổi một cách thông suốt. Hãy mở ra. Một câu nói đơn sơ, giản dị của Chúa Giêsu đã không chỉ mở miệng và mở tay cho người bị câm điếc kia, mà Chúa Giêsu đã mở ra một kho tàng vô giá cho anh. Chúa Giêsu đã mở ra cho anh một tương lai và một cuộc sống mới. Hãy mở ra. Lời Chúa Giêsu vẫn còn đang vang vọng trong tâm hồn của chúng ta. Lời Chúa Giêsu vẫn còn đang tiếp tục chữa lành cho những chứng bệnh câm điếc thiêng liêng ngày nay. Nhiều người trong chúng ta đã bị điếc thiêng liêng, bởi vì chúng ta không còn nghe được tiếng nói của chân lý, không còn nghe được tiếng nói của yêu thương, không còn nghe được tiếng than khóc của những người đang đói khổ, không còn nghe được tiếng khóc than của bao nhiêu em bé thai nhi vô tội đã bị chính cha mẹ ruột của mình giết. Chúng ta không còn nghe được lời giáo huấn của Chúa. Bệnh điếc thiêng liêng mỗi ngày một trở nên trầm trọng. Chỉ có Chúa mới có thể chữa lành cho chúng ta. Hãy bước ra khỏi cái tôi ích kỷ ồn ào của mình và hãy đến với Chúa. Tôi tin chắc Chúa sẽ mở tai của tâm hồn mình và khôi phục lại thính lực thiêng liêng cho chúng ta. Bệnh câm thiêng liêng cũng vậy. Bệnh câm thiêng liêng có nghĩa là khi khoe khoang khoác lác về bản thân mình thì nói thao thao bất tuyệt, nói to, nói dài và gặp ai cũng nói. Hoặc khi nói xấu một người nào thì nói rất lưu loát và rất tận tâm tận lực. Thế nhưng khi nói đến những vấn đề thiêng liêng đạo đức thì trở nên câm nín. Khi nói tốt về một người nào đó hoặc khi phải khen tặng và khích lệ ai thì lúc đó trở nên câm nín. Đây là bệnh câm thiêng liêng. Chúng ta là những người tín hữu, là những người tin vào Chúa và theo Chúa để sống đạo đức, tốt lành và thánh thiện hơn. Vì thế chúng ta cần phải phát huy khả năng nói tốt của mình. Chúa ban cho mình khả năng yêu thương, khích lệ và nâng đỡ nhau. Chúng ta hãy cố gắng phát huy điều đó. Nếu chúng ta chịu bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình và đến với Chúa, Chúa sẽ chữa lành bệnh câm thiêng liêng cho chúng ta. Thưa cha, cha có nói rằng trong phúc âm, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị câm điếc và thể lý. Và ngày nay Chúa Giêsu cũng sẽ chữa lành bệnh câm điếc thiêng liêng cho chúng ta. Nhưng mỗi người chúng ta phải biết bớt đi tiếng ồn ào của cái tôi ích kỷ và đến với Chúa. Vậy để bớt đi tiếng ồn ào của cái tôi ích kỷ, cha có đề nghị gì không, thưa cha? Thánh Augustino hơn 1.500 năm trước có nói như thế này: "Lạy Chúa, trái tim con luôn thao thức cho tới khi nào nó được yên nghỉ trong Chúa." Có lẽ câu nói này diễn tả rất chính xác tâm trạng của chúng ta. Tâm hồn mỗi người chúng ta luôn thao thức và cái tôi ích kỷ của mình luôn kêu gào. Chỉ có khi nào chúng ta tìm đến Chúa và đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng
thanh thản và bình an. Ngày nay, với phương tiện di chuyển tiện lợi, trong tuần chúng ta có thể sắp xếp để ghé qua nhà thờ cầu nguyện với Chúa Giêsu trong thánh thể. Trong sự tĩnh lặng của ngôi thánh đường, chúng ta có thể tâm sự với Chúa. Khi tâm hồn mình được gần bên trái tim Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an. Còn nếu như chúng ta không lái xe được, trong gia đình công giáo nào hầu như ai cũng có bàn thờ Chúa. Chúng ta có thể hướng lòng lên Chúa qua các lời kinh và lời nguyện. Lần chuỗi là một phương cách rất tốt để tâm hồn mình hướng lên Chúa và cảm nhận được ơn bình an. Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh câm điếc thiêng liêng cho chúng ta. Nhưng cá nhân của từng người, chúng ta phải cố gắng sửa đổi. Khi chúng ta biết đủ, thì những tiếng ồn của ham muốn, ganh tị, đua đòi, hơn thua, ích kỷ từ từ sẽ giảm đi. Tôi rất đồng ý với nhà thơ Nguyễn Công Trứ khi ông khuyên người ta bằng hai câu thơ của mình: tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn bao giờ mới nhàn. Trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.